đang mải mê quan sát tuyệt kỹ chặt thịt vô cùng điêu luyện của cô bán thịt cùng với cây dao độc lạ, một thanh niên đã vô tình phát hiện ra thủ đoạn gian lận trong lúc buôn bán, khiến dân tình ai nấy đều phải mắt chữ A, mồm chữ O. Bắt nguồn từ sự thích thú, tò mò với cây dao độc lạ cùng màn múa dao điêu luyện, thanh niên bất ngờ phát hiện ra trong lúc chặt sườn non, cô chủ nhanh tay cho thêm vài cục sườn già. Nhờ có con dao lớn che mắt khách mua, cô chủ tiệm cứ chặt ra một khúc sườn non xong lại cho thêm một chút sườn già vào thớt. Cả sườn non lẫn sườn già bí mật trộn lẫn vào nhau khiến người mua nhất thời không nhận ra thủ thuật tinh vi của chủ tiệm. Chiêu này vừa làm cho phần thịt thêm nặng ký, vừa bán được hàng rẻ với giá cao. Đoạn clip sau khi đăng tải nhận về nhiều ý kiến bàn luận từ cộng đồng mạng. Bên cạnh sự bất ngờ trước thủ thuật bán buôn gian dối của cô bán thịt, nhiều dân tình còn bày tỏ sự chú ý đặc biệt vào con dao khổng lồ chủ tiệm sử dụng. Cây dao nhìn tưởng cây quạt. Chà, nay mới biết tác dụng thật sự của con dao. Nhanh tay ghê, phải xem đi xem lại mấy lần mới phát hiện ra. Nó mới biết chứ không cũng chẳng để ý, cô chủ tiệm nhanh tay quá. Buôn bán gian dối rồi cũng có ngày lộ thôi. Qua đoạn clip trên cũng là lời cảnh báo đến mọi người nên cẩn thận hơn khi đi mua hàng và hơn hết cần lựa chọn những nơi uy tín để mua, tránh gặp phải những người gian dối trong buôn bán như thế này. Còn các bạn nghĩ sao về hành động buôn bán gian dối như trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé! Đến đây, thời lượng video cũng đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trên kênh Góc Cảnh Giác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau!